Xin chào kênh Nhật Tiến 39, rất vui gặp lại được các cô chú anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình tiếp tục mình quay cho các bạn xem về Chợ Lớn, xem múa lân này các bạn tại quận 5 này các bạn. Còn bây giờ mời các bạn xem nha các bạn. Thank you.
tới đây mình tạm dừng ở đây nha các bạn và các anh chị. Các bạn nào xem và thấy hay nhớ ủng hộ đăng ký like cho mình một like nha các bạn không chị. Còn bây giờ mình chúc các bạn và các anh chị có một ngày mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc và nhiều sức khỏe và an lành. Còn bây giờ mình tạm biệt và bye bye các bạn và các anh chị.